bắt đầu từ năm 2011, dự án phát triển nông nghiệp miền Tây Nghệ An thuộc dự án Luxembourg đã tài trợ rất nhiều mô hình kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho bà con đồng bào các dân tộc miền núi. Điều đặc biệt, dự án này đã lồng ghép chương trình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các hoạt động kinh tế. Hoạt động này được bà con các dân tộc thuộc vùng dự án, bao gồm huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn tham gia hưởng ứng tích cực và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân miền núi Nghệ An phần nào đã được cải thiện. Tuy nhiên, do trình độ hạn chế, nên để từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con, không phải ngày một ngày hai. Thực tế, hầu như tất cả mọi việc trong các gia đình đều do người đàn ông quyết định. Vai trò của người phụ nữ thường bị xem nhẹ, trong khi họ đảm nhận việc sản xuất nông nghiệp, cả việc nuôi con và nhiều việc khác trong gia đình. Chính vì vậy, phụ nữ ở miền núi ít có cơ hội vươn lên chủ động độc lập trong cuộc sống. Để phong trào bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả hơn, dự án VE028 về phát triển nông nghiệp nông thôn miền Tây Nghệ An đã hỗ trợ nhiều hoạt động như nâng cao công tác tuyên truyền, lồng ghép phát triển các mô hình kinh tế để cả giới nam và nữ cùng tích cực tham gia. Therefore, we try in our project implementation to look in all the different aspects. It might be in training. Vậy cho nên trong tất cả các hoạt động mà do dự án tài trợ thì là dự án luôn cân nhắc cái vấn đề về giới, tỷ lệ về giới trong cái việc sự tham gia của giới nam giới và phụ nữ. Trong cái tỷ lệ tham gia trong tất cả các hoạt động, đó là những cái hoạt động liên quan đến tạo thu nhập, hạ tầng, vân vân. Thì và trong con dự án nó còn xem xét được cái mức độ ảnh hưởng của giới trong các cái hoạt động do dự án tài trợ. Đây là một lớp tập huấn lồng ghép bình đẳng giới tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Lớp học gồm có 50 học viên là cán bộ các thôn bản và bà con nông dân trên địa bàn xã. Tại đây, các học viên được xem những đoạn phim về giới và tham gia vào việc phân tích các đặc điểm về giới và giới tính, những định kiến giới, các nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình. Thông qua việc mỗi nhóm tự xây dựng và biểu diễn các tiểu phẩm của mình, thông điệp được đưa ra chính là chống bất bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Bản Khe Nà, bản Sát, bản Diềm và bản Khe Bu là 4 thôn bản thuộc diện khó khăn nhất của xã vùng biên Châu Khê. Diện tích đất nông nghiệp ít khiến bà con thường rơi vào cảnh thiếu đói. Được dự án VE028 tập huấn lớp đan chổi đót tại xã Châu Khê, chỉ sau một tháng triển khai, 60 học viên là hội viên hội phụ nữ thuộc 4 bản nói trên đã làm được 448 chiếc chổi với chất lượng hình thức khá. Bình quân mỗi người một ngày có thể đan được 8 cái chổi, lãi 10.000 đồng một cái. Như vậy, với nguồn nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống này hứa hẹn đem lại thu nhập bình quân mỗi tháng từ 500 đến 1 triệu đồng. Đây là thu nhập khá ổn định cho chị em ở vùng cao. Được đấy, cái dân của dân tộc Đa Lai sống ở trong cái thôn bản này rất là khó khăn, nhưng nay được nhờ sự quan tâm của dự án, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho cái lớp tập huấn chổi đót này vào, thì bà con của cái dân tộc thiểu số rất là phấn khởi, để một phần nào tăng thêm thu nhập, có việc làm, tăng thêm thu nhập để ổn định cho cuộc sống người dân trong thôn bản. Hướng đến mục tiêu tạo công ăn việc làm ổn định, phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế. Từ năm 2011 và năm 2012, dự án đã hỗ trợ các nhóm dệt của bản Xiềng, Môn Sơn và bản Mét xã Lục Dạ và bản Cống xã Cam Lâm với tổng số 60 chị tham gia. Dự án phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An VE028 đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng mua 10 máy khâu, 4 máy vắt sổ, 4 bàn là và các phụ kiện như vải thô, vải lót các màu.
Sau gần một tháng được giáo viên hướng dẫn, các học viên đã sản xuất được trên 336 sản phẩm như túi sách, ví với 14 mẫu mã khác nhau. Với sự hỗ trợ của dự án, các nhóm đã thành lập được hai hợp tác xã dệt thổ cầm ở Môn Sơn và Lục Dạ. Hiện nay, các sản phẩm về khăn dệt hai mặt vải và các loại túi sách đã được bán tại thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác. Đặc biệt, một số loại khăn dệt được khách hàng nước ngoài đánh giá cao. Công việc ổn định đã tạo thu nhập khá ổn định cho chị em với mức từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Dệt và được làm ra những cái sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ thì chị em cũng có sự có thu nhập thì chị em cũng phấn khởi. Để có công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập để nuôi con cái ăn học. Có thể nói, hoạt động hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế lồng ghép bình đẳng giới đã tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình được hưởng lợi. Nhất là vào những lúc nông nhàn, nhiều gia đình vẫn có thu nhập ổn định nhờ các nghề đan chồi, mâm mây, trồng nấm, nuôi ong, dệt thổ cầm. Tất cả các nghề truyền thống này đều thuận lợi nhờ nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Một trong những phương pháp truyền thông có hiệu quả của dự án VE028 là bằng hình thức trực quan, sinh động. Các lớp tập huấn về giới cho người dân đều rất dễ hiểu, dễ nhớ. Tháng 11 năm 2013, dự án VE028 đã tổ chức tập huấn lồng ghép giới và chống bạo lực gia đình cấp huyện cho 62 học viên đến từ các chi hội phụ nữ, hội nông dân, phòng văn hóa, trung tâm văn hóa, công an, giáo viên và người dân của 10 xã thuộc 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Con Cuông. Lồng ghép nội dung về bình đẳng giới qua hoạt động của các dự án như nước sạch, nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu và các công trình xây dựng. Mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học, các học viên trở về địa phương sẽ trở thành những tuyên truyền viên có đủ kiến thức và phương pháp để tập huấn cho khoảng 1.000 người dân tại cộng đồng. Sau khi được dự án mời đi tập huấn cái bình đẳng giới này thì làm cho bản thân cũng hiểu thêm về cái chủ bình đẳng giới và làm cho cả lớp rồi là sau này để công tác tuyên truyền về bình đẳng giới qua bản thân thì bình đẳng giới nghĩa là khẳng định một cái công việc gì đó mà nam nữ cũng đều có quyền ngang nhau. Từ cái chỗ đó thì qua cái lớp tập huấn để sau này có thể về địa phương để mình tuyên truyền cho toàn xã hội, toàn dân của huyện mình để biết được cái tình hình như thế. Cả con từ nay trở đi con trai con gái cũng có thể là làm được việc trong xã hội, rồi cũng trong gia đình, cũng tham gia tất cả mọi công việc ngang nhau. Bên cạnh việc tổ chức các khóa tập huấn, dự án VE028 tổ chức chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và chống bạo lực gia đình, cùng phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ghi nhận phong trào này tại huyện Tương Dương, huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, nằm trong sự hỗ trợ của chương trình 30A của chính phủ. Hưởng lợi từ dự án có 30 hộ được tập huấn kỹ thuật mây tre đan. Dự án hỗ trợ hoàn toàn về nguyên vật liệu và dụng cụ. Điều đặc biệt, tham gia lớp học, ngoài chị em còn có cả nam giới. Ngoài việc học để biết thêm nghề, có thêm thu nhập, việc vận động nam giới cùng tham gia còn giúp những người chồng, người cha thấu hiểu hơn về những thiệt thòi vất vả của người phụ nữ trong gia đình, thông cảm và sẻ chia với người phụ nữ. Chị em cũng sẽ có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân hơn, tham gia hoạt động xã hội, chăm sóc, nuôi dạy con cái. Qua đợt tập huấn, nhiều chị đã tự tin hơn trong cuộc sống, cùng chồng bàn bạc, tìm hướng làm ăn, có kiến thức để chăm sóc, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Sau lớp tập huấn về dinh dưỡng, chế biến thực phẩm, nấu ăn ở xã Yên Hòa, Yên Na, huyện Tương Dương, đến nay nhiều chị trong nhóm đã tình nguyện đóng góp mỗi người 500.000 đồng để mở cửa hàng ăn uống, cửa hàng kinh doanh ổn định. Các chị đã có vốn để mua sắm thêm nhiều thiết bị đắt tiền như tủ đá, tủ lạnh,
lò quay. Ngoài ra, chị em trong nhóm cũng đã thành lập từng nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người, nấu cỗ thuê và cho thuê bát đũa, bàn ghế đám cưới. Các hoạt động này đã tạo thu nhập hàng tháng bình quân từ 700 đến 2 triệu đồng một người. Từ những hoạt động của các nhóm nhỏ, chị em đã từng bước tự tin trong công việc kinh doanh và tham gia ý kiến khi họp nhóm và sinh hoạt cộng đồng. Chương trình lồng ghép bình đẳng giới đã diễn ra khá sôi nổi ở cả ba huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông. Những ngành nghề mới không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp chị em độc lập, tự chủ về kinh tế, không còn phụ thuộc nhiều vào nam giới. Từ đó, chị em cũng ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn trong các mối quan hệ cộng đồng, tự mình nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế và giữ gìn gia đình hạnh phúc. Những năm qua thì từ cái nguyện vọng của tổ chức hội chúng là đúng với cái mục tiêu hoạt động của dự án thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tranh thủ được rất nhiều các cái hoạt động. Thứ nhất là về các cái hoạt động dạy nghề và thứ hai là các cái hoạt động nâng cao cái nhận thức của người dân về bình đẳng giới, chúng là về công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thì tiêu biểu trong cái hoạt động dạy nghề thì hội cũng đã tranh thủ mở các cái lớp dạy nghề. Thì tất cả các cái hoạt động dạy nghề thì hội cũng rất chú trọng cái việc lồng ghép giới vào trong các cái hoạt động này. Ví dụ như là học nghề làm chổi đót thì mặc dù là hội phụ nữ đứng ra tổ chức nhưng chúng tôi cũng đã tham mưu với dự án là phải cho cả nam giới cùng tham gia để cho nó có hiệu quả. Còn thứ hai nữa, trong các cái hoạt động nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình thì chúng tôi cũng đã mở các cái lớp tập huấn ở hầu hết các cái xã được hưởng thụ. Từ cái chỗ đó là cũng đã góp phần đáng kể vào cái việc nâng cao nhận thức cho người dân về cái định kiến về giới lâu nay đang tồn tại trong xã hội và góp phần vào là hạn chế cái tình trạng bạo lực gia đình. Có thể khẳng định những năm qua, dự án đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn miền núi. Tuy vậy, ngăn chặn bạo lực gia đình, phát huy bình đẳng giới rất cần sự đồng lòng chung tay của cả xã hội. Không chỉ người dân mà các cơ quan chức năng, các ban ngành cũng phải vào cuộc với biện pháp chế tài rõ ràng và quyết liệt đối với các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình. Có như vậy mới xóa bỏ triệt để tình trạng này và từ đó xây dựng gia đình hạnh phúc, làm nền tảng cho sự phát triển của xã hội.